Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, phẩm kệ tán trên cung trời Đâu Xuất thứ 24. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại cung trời Đâu Xuất trong Pháp hội Hoa Nghiêm Điện Bảo Trang Nghiêm, khi đối với đại chúng diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm, thì Bồ Tát từ 10 phương thế giới đến, các ngài ở tại mỗi phương lựa chọn một vị đại Bồ Tát để làm thượng thủ, dùng kệ để tán thán công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phẩm này là phẩm thứ 24. Bấy giờ do thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong 10 phương đều có một vị đại Bồ Tát, mỗi vị đều cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật tụ lại từ trong các thế giới ngoài số hạt bụi vạn cõi Phật đến chỗ Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại cung trời Đâu Xuất, vì đại chúng pháp hội Hoa Nghiêm trước lúc muốn nói thì hiện ra đủ thứ sự trang nghiêm, đủ thứ sự tốt đẹp, đủ thứ âm nhạc, đủ thứ mây báu, đủ thứ hoa báu, vân vân. Lúc đó do đại oai thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong 10 phương đều có một vị đại Bồ Tát làm thượng thủ, làm lãnh tụ trong các Bồ Tát. Mỗi vị đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, các ngài đều từ các thế giới ngoài số hạt bụi vạn cõi Phật đến chỗ Đức Phật làm ảnh hưởng chúng. Danh hiệu của các ngài là Bồ Tát Kim Cang Tràng, Bồ Tát Kiên Cố Tràng, Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng, Bồ Tát Quang Minh Tràng, Bồ Tát Trí Tràng, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Tinh Tấn Tràng, Bồ Tát Ly Cấu Tràng, Bồ Tát Tinh Tú Tràng, Bồ Tát Pháp Tràng. Danh hiệu của 10 vị đại Bồ Tát này để dùng chữ tràng, tràng có 5 ý nghĩa. 1. Nghĩa cao xuất, biểu thị tam bảo, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. 2. Nghĩa kiến lập, đại bi đại trí, kiến lập chúng sinh và bồ đề. 3. Nghĩa quỳ hướng, tức là đại bi nhiếp thọ chúng sinh, trí nguyện nhiếp thọ căn lành, quy hướng bồ đề và thực tế. 4. Nghĩa thô diễn, giống như tràng báo mãnh tướng, hàng phục được tất cả 10 đại quân ma. 5. Nghĩa diệt bố úy, giống như lưới la tràng của trời đế thích, chẳng sợ hoặc hiệp, cho nên gọi là tràng. Danh hiệu của 10 vị đại Bồ Tát đó là 1. Phương Đông Bồ Tát Kim Cang Tràng, ngài là chủ thuyết pháp của bổn hội, hội thứ 5. Kim Cang đại biểu cho kiên cố sắc bén, kiên cố hàng nhị thừa thật tế không thể hoại, sắc bén có thể dứt được nghi ngờ khó dứt, do đó ái kiến không thể động gọi là kiên, không chỗ nào không cứu được gọi là sắc bén. 2. Phương Nam Bồ Tát Kiên Cố Tràng, tâm bồ đề của ngài rất kiên cố vì không hại hồi hướng, lại vì quan sát chiêm ngưỡng Phật không nhàm mỏi, cho nên gọi là Bồ Tát Kiên Cố Tràng. 3. Phương Tây Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng, vị Bồ Tát này dũng mãnh tinh tấn, giáo hóa chúng sinh, tuyệt đối không nghỉ ngơi cũng chẳng thối chuyển. Dũng là dũng về sửa đổi lỗi lầm, mãnh là mãnh tiến về trước. Vì dũng mãnh sửa lỗi, thường tiếc thời gian, cho nên gọi là Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng. 4. Phương Bắc Bồ Tát Quang Minh Tràng, vị Bồ Tát này dùng sức đại bi, phóng trí huệ đại quang minh, chiếu phá tan sự đen tối ngu xì, ở trong quang minh lại hiện ra tràng báu, khiến cho tất cả các lành không chỗ nào mà không đến được, cho nên gọi là Bồ Tát Quang Minh Tràng. 5. Phương Đông Bắc Bồ Tát Trí Tràng, trí huệ của vị Bồ Tát này rất cao, không có gì sánh bằng, dùng trí huệ chỉ đạo phản hạnh sinh ra vô tận, cho nên gọi là Bồ Tát Trí Tràng. 6. Phương Đông Nam Bồ Tát Bảo Tràng, tâm từ bi của vị Bồ Tát này như tràng báu, dùng trí huệ viên tịnh, chiếu rõ lý bình đẳng, không ngại ứng hiện, tùy thuận tất cả. Quang minh giống như báu Mani, cho nên gọi là Bồ Tát Bảo Tràng. 7. Phương Tây Nam Bồ Tát Tinh Tấn Tràng, vị Bồ Tát này, thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, ngày cũng tinh tấn, đêm cũng tinh tấn, không giải đãi, không phóng dật, cho nên gọi là Bồ Tát Tinh Tấn Tràng. 8. Phương Tây Bắc Bồ Tát Ly Cấu Tràng, vị Bồ Tát này liệt khỏi tất cả nhiễm ô, trong tâm rất thanh tịnh, thể chân như cũng thanh tịnh, lại thanh tịnh thế gian, cho nên gọi là Bồ Tát Ly Cấu Tràng. 9. Phương dưới Bồ Tát Tinh Tú Tràng, trí huệ của vị Bồ Tát này giống như tinh tú chiếu sáng trong hư không, cho nên gọi là Bồ Tát Tinh Tú Tràng. 10. Phương trên Bồ Tát Pháp Tràng, vị Bồ Tát này kiến lập Pháp Tràng khắp mọi nơi, phá lưới nghi trùng trùng, biết Pháp chân thật, vào khắp Pháp giới, tức sự tu hành chẳng có phân biệt, cho nên gọi là Bồ Tát Pháp Tràng. Đến từ các cõi nước đó là
thế giới diệu bào, thế giới diệu lạc, thế giới diệu ngân, thế giới diệu kim, thế giới diệu mani, thế giới diệu kim cang, thế giới diệu ba đầu ma, thế giới diệu bát la hoa, thế giới diệu trên đàn, thế giới diệu hương. Những vị đại bồ tát đó đến từ thế giới nào? Có vị đến từ thế giới diệu bào, có vị đến từ thế giới diệu ngân, có vị đến từ thế giới diệu kim, có vị đến từ thế giới diệu mani, có vị đến từ thế giới diệu kim cang, có vị đến từ thế giới diệu ba đầu ma, hoa sen đỏ, có vị đến từ thế giới diệu bát la hoa, hoa sen xanh, có vị đến từ thế giới diệu trên đàn, có vị đến từ thế giới diệu hương, đều từ trong những thế giới này đến thế giới Ta Bà cùng trời Đâu Xuất pháp hội Hoa Nghiêm, lắng nghe Đức Phật Thích Ca diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm. Mỗi vị đại Bồ Tát đều ở chỗ Đức Phật tịnh tu phạm hạnh, đó là Phật Vô Tận Tràng, Phật Phong Tràng, Phật Giải Thoát Tràng, Phật Oai Nghi Tràng, Phật Minh Tướng Tràng, Phật Thường Tràng, Phật Tối Thắng Tràng, Phật Tự Tại Tràng, Phật Phạm Tràng, Phật Quán Giác Tràng. Mười vị đại Bồ Tát đó từ mười phương thế giới đến, trong mười phương thế giới thường theo mười vị Phật học tập Phật pháp tịnh tu phạm hạnh, hạnh thành tịnh, xa lìa tất cả pháp nhiễm ô. Có vị từ đạo tràng của Phật Vô Tận Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Phong Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Giải Thoát Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Oai Nghi Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Minh Tướng Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Thường Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Tối Thắng Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Tự Tại Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Phạm Tràng mà đến, có vị từ đạo tràng của Phật Quán Giác Tràng mà đến. Các vị đại Bồ Tát đó đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, nhờ thần lực của Đức Phật liền hóa làm tòa sư tử diệu bảo tạng, có lưới báu giăng tre đầy khắp chung quanh. Các chúng Bồ Tát tùy theo phương của mình đến, ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa. Các vị đại Bồ Tát đó đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi thân tâm cung kính đảnh lễ Đức Phật, nhờ đại oai thần lực của Phật ở trước mặt mỗi vị Bồ Tát liền hóa hiện ra tòa sư tử diệu bảo tạng. Ở trên mỗi tòa đều có lưới báu giăng tre khắp đầy tất cả mọi nơi. Hết thảy các Bồ Tát đều tùy theo phương hướng của mình đến, ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa sư tử. Thân của các vị đó đều phóng ra trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ quang minh thanh tịnh. Vô lượng quang minh đó đều từ tâm báu thanh tịnh của Bồ Tát lìa các lỗi ác đại nguyện mà sinh ra, hiện bày pháp thanh tịnh tự tại của tất cả chư Phật. Dùng nguyện lực bình đẳng của các Bồ Tát có thể khắp cứu hộ tất cả chúng sinh, tất cả sự ưa thấy của thế gian, kẻ thấy được đều không hư vọng, thảy đều được điều phục. Trên thân của mỗi vị đại Bồ Tát đó phóng ra trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ quang minh thanh tịnh. Vô lượng quang minh đó đều từ tâm báu thanh tịnh của Bồ Tát lìa các lỗi ác đại nguyện mà sinh ra. Gì là lỗi ác? Tức là ích kỷ lợi mình, chẳng muốn kẻ khác nhìn thấy và biết lỗi lầm của mình. Bồ Tát chẳng có lỗi ác như thế. Bồ Tát thuở xưa trong đời đời kiếp kiếp phát đủ thứ đại nguyện độ chúng sinh, cho nên sinh ra vô lượng quang minh. Bồ Tát hiện rõ chỉ bày cho tất cả chúng sinh làm thế nào để tu hành pháp thanh tịnh tự tại của chư Phật, cho nên mới hiện bày pháp thanh tịnh tự tại của chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh y theo pháp mà tu hành. Bồ Tát dùng nguyện lực bình đẳng đã phát, chẳng lựa chọn, chẳng phân biệt, cứu hộ khắp tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh thế gian đều hoan hỷ được thấy Phật Bồ Tát. Ai thấy được thì người đó gieo xuống căn lành Bồ Đề. Hết thảy chúng sinh càng cường khó điều khó phục, thấy được Phật Bồ Tát rồi thì tự nhiên bị điều phục. Chúng Bồ Tát đó đều đã thành tựu vô lượng công đức, đó là du hí tất cả cõi nước chư Phật chẳng có chướng ngại, thấy pháp thân thanh tịnh không y trì, dùng thân trí huệ hiện vô lượng thân đến khắp mười phương thừa sự chư Phật và nơi vô lượng vô biên pháp tự tại không thể nghĩ bàn của chư Phật. Các chúng Bồ Tát đến từ mười phương thế giới, các ngài đều đã thành tựu vô lượng vô biên công đức. Các ngài hy vọng tất cả chúng sinh cũng có thể thành tựu vô lượng vô biên công đức. Đây tức là tinh thần của Bồ Tát chẳng có tư tưởng ích kỷ lợi mình, do đó tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. Bồ Tát thành tựu vô lượng vô biên công đức rồi, có thể đi đến khắp tất cả cõi nước chư Phật, chẳng có mọi sự chướng ngại nào, thấy được pháp thân thanh tịnh
chẳng có chỗ y trì. Pháp thân là tận hư không khắp pháp giới, vô tại vô bất tại. Do đó, thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, Tỳ Lô Giá Na dịch là khắp tất cả mọi nơi. Vì khắp tất cả mọi nơi cho nên chẳng chỗ y trì, không chỗ y trì mới là pháp thân thanh tịnh. Dùng thân trí huệ để hiện vô lượng thân, đến các mười phương thế giới thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, gần gũi chư Phật, như vậy mới có thể chứng được vô lượng, vô biên pháp nhiệm vận tự tại không thể nghĩ bàn của chư Phật. Trụ nơi vô lượng tất cả môn trí huệ, dùng trí huệ quang minh khéo thấu rõ các pháp, ở trong các pháp đắc được vô sở ý, tùy chỗ diễn nói hết thủa vị lai, biện tài vô tận. Dùng đại trí huệ khai môn tổng trì, mắt huệ thanh tịnh và pháp giới thâm sâu. Trí huệ cảnh giới không có bờ mé, rốt ráo thanh tịnh giống như hư không. Bồ Tát đã thành tựu vô lượng công đức mới có thể trụ ở môn vô lượng nhất thiết trí huệ, dùng trí huệ quang minh khéo thấu rõ tất cả các pháp, ở trong các pháp đắc được vô sở ý, tùy chỗ diễn nói hết thuộc vị lai cũng nói không hết. Phương tiện biện tài khéo léo, cũng chẳng có chướng ngại, cũng chẳng cùng tận, dùng trí huệ rộng lớn khai diễn pháp môn tổng trì. Bồ Tát có mắt huệ thanh tịnh và khắp pháp giới thâm sâu, dùng pháp giới làm tâm, dùng pháp giới làm thể, dùng pháp giới làm tánh, cảnh giới trí huệ tối cao chẳng có bờ mé, rốt ráo thanh tịnh giống như hư không, vật gì cũng chẳng có. Như cùng trời đâu xuất ở thế giới này, các chúng Bồ Tát phân tập như vậy. Mười phương tất cả cùng trời đâu xuất đều có danh hiệu Bồ Tát như vậy mà vân tập đến, từ cõi nước đến danh hiệu chư Phật cũng đều giống nhau, chẳng có khác biệt. Giống như ở thế giới Ta Bà, trong pháp hội Hoa Nghiêm cùng trời đâu xuất, hết thảy tất cả Bồ Tát vân tập như vậy, lắng nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm, tất cả cùng trời đâu xuất trong mười phương thế giới cũng giống tình hình như vậy, hoàn toàn giống nhau. Cũng có nhiều Bồ Tát danh hiệu giống như vậy mà vân tập đến từ các cõi nước, tên gọi cũng như vậy, danh hiệu của chư Phật cũng như vậy, tóm lại tất cả hết thảy đều giống nhau, chẳng có gì khác biệt. Đây tức là cảnh giới sự sự vô ngại, một là vô lượng là một, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thanh tịnh pháp thân đầy khắp tất cả mọi nơi, xứ này có Phật, xứ kia cũng có Phật, phải Phật đạo đồng, xứ này có Bồ Tát, xứ kia cũng có Bồ Tát, danh hiệu của Bồ Tát và Bồ Tát cũng giống nhau, có phải là một chăng? Vốn cũng chẳng có hai. Giống như máy truyền hình, trong gia đình này cũng cảnh giới này, gia đình kia cũng cảnh giới này. Một số người dùng khoa học để phát ra cảnh giới này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cung trời Đâu Xuất, thế giới Ta Bà diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm, ở tại cung trời Đâu Xuất trong mười phương thế giới, cũng đồng thời hiện ra cảnh giới Phật đang diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm. Đây cũng giống như đạo lý truyền hình. Dùng truyền hình làm ví dụ để mọi người dễ hiểu. Song cảnh giới của chư Phật Bồ Tát vượt trội hơn cảnh giới truyền hình, diệu không thể tả.